Sau nhiều ngày bị ngập lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9, tỉnh đoàn Nghệ An đã huy động 5.000 đoàn viên thanh niên phối hợp với nhân dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Thanh Chương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ nhằm giúp các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Việc quan trọng trước mắt là dọn vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, phun thuốc diệt trùng tại các trường mầm non và một số vùng bị ngập nặng. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện bằng những việc làm thiết thực cụ thể, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống, duy trì và phát triển các đội hình thanh niên xung kích, sẵn sàng kịp thời ứng phó, phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai và bão lũ gây ra.